Mến chào cô chú anh chị và các bạn đến với kênh Minh Châu miền Tây học hỏi và sáng tạo nha. Thì hôm nay mình cũng tiếp tục hướng dẫn cho các anh em muốn học nghề ốp gạch tường nha cô chú anh chị và các bạn. Thì mình cũng sử dụng là những cái con loại tự chế của mình. Thì trước tiên mình uống ốp một cái bức tường để cho nó được phẳng và đẹp. Thì mình nên gài một cái đường chân trước để cho nó chuẩn xong, rồi mình mới ốp ở trên thì nó sẽ theo nó rất chuẩn ngang các bạn. Thì anh em nào mà muốn học nghề ốp gạch thì xem video của mình. Thì nói chung mình là thợ cũng ở miền Tây thôi, thì biết bao nhiêu kinh nghiệm thì chia sẻ cho những anh em bao nhiêu. Thì những anh em nào có muốn học hỏi để làm thì quan tâm tới video của mình nha. Đó, thì những anh em nào mà gần về bên ốp lát gạch tường rồi thì xem video mình, ủng hộ mình, có những cái phần gì thì góp ý bên dưới để cho mình học hỏi thêm kinh nghiệm nha. Mình cũng chân thành cảm ơn các anh em rất là nhiều. Rồi thì mình cũng mời cô chú anh chị và các bạn xem mình ốp gạch tường 30-60 nhanh và chuẩn nha.
Thank you.
Thì sớm giờ mình đã quay cận cảnh để mình ốp một cái bức tường cũng gạch 30-60, rất cũng hoàn thiện ngang cô chú anh chị và bạn. Đó, thì những cái đường gòn rất là sắc nét, rất là chuẩn luôn, thẳng tưng ngang cô chú anh chị và bạn. Thì đây mình cũng chia sẻ để cho những anh em mua mới học nghề ốp gạch đó, thì nhìn theo cái hình thức của mình để làm cho nó nhanh và chuẩn một bức tường nha. Thì video mình đây cũng dài, thì mình cũng kết thúc cái video này ha. Hẹn lại cô chú anh chị và các bạn những clip tiếp theo nha. Ok, bye bye.